Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, huyện Thanh Sơn đang triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư. Điều này đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện hiệu quả để các dự án triển khai đúng tiến độ, giúp người dân yên tâm sớm ổn định cuộc sống. Dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông kết nối quốc lộ 32 với quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình đang được triển khai qua địa bàn hai xã Lương Nha, Tinh Nhuệ của huyện Thanh Sơn. Trong phạm vi thực hiện dự án phải tiến hành kê khai, kiểm đếm đối với 260 hộ gia đình, cá nhân với diện tích giải phóng mặt bằng gần 11,8 hecta. Sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền, nhận thấy được sự cần thiết của dự án với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đến nay 252 trên 260 hộ dân đã đồng thuận và thực hiện các bước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước đưa ra cái vấn đề là đền bù cho người dân là tôi đã nhất trí thỏa thuận và coi như là giải phóng mặt bằng sau khi gọi chúng tôi lên bàn ra nhận số tiền và có bàn giao đất cho công trình thi công. Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng trong thu hút đầu tư, triển khai các dự án. Huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo quyết liệt đối với công tác này, đặc biệt là giải quyết những khó khăn, vướng mắc với các dự án còn tồn tại. Hiện tại, huyện đang tập trung thực hiện 25 dự án trọng điểm, kê khai kiểm đếm hơn 1.100 hộ với diện tích thu hồi gần 60 hecta và tổng kinh phí bồi thường trên 147 tỷ đồng. Năm 2023, địa phương này tiếp tục coi công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ủy ban dân xã đã tiếp thu và về làm tốt cái công tác họp triển khai và từ đó tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Và ngay sau khi chúng tôi triển khai thì cũng đã nhận được cái sự đồng tình rất lớn từ nhân dân. Và từ đó nhân dân cũng đã thực hiện nghiêm cái việc chấp hành các cái chủ trương của nhà nước cũng như là giải phóng mặt bằng. Trong quá trình giải phóng mặt bằng thì cũng còn những cái trường hợp khó khăn vướng mắc do hộ dân cũng chưa nhận thức được về các cái chế độ chính sách của nhà nước. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn cũng như là Ủy ban dân cấp xã và các tổ chức chính trị cấp xã để vận động tuyên truyền người dân để tiếp tục chấp hành các quy định nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng. Với sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần giúp nhiều dự án trên địa bàn được triển khai đảm bảo tiến độ, đồng thời giúp người dân vùng dự án sớm ổn định cuộc sống.